Sau đây, tôi xin đọc một vài trang trong cuốn Đầu óc người Ý. Tại vùng Toscana này, người ta lột nhẵn mặt tiền các ngôi nhà, trong khi trên khắp các miền còn lại của nước Ý, họ tiến hành rào rậu, ngăn sân. Thậm chí còn tệ hơn, vùng thôn quê là miền đất mênh mông được quây kín bằng một hàng rào khổng lồ, rào chắn tiếng phía với những chấn song không rõ mục đích, những hàng rậu không cần dùng đến, những mảng tường quây chẳng để làm chi, những hàng rào thép gai không hiểu để làm gì. Những rặng nguyệt quế dọc các bờ tường trông như thể tác phẩm của họa sĩ Ý theo trường phái tương lai Mario Cironi. Phong cảnh của Ý đã bị biến đổi cho hợp với con người một cách tàn nhẫn, ấy là cách nói khi không muốn dùng đến từ te tua. Vùng đất của chúng tôi vốn ương ngạnh và chúng tôi lại cố gắng để thuần hóa nó, và thông thường bước đầu tiên ấy là cắt cánh luôn một mảnh đi. Đôi khi các hàng rào trông có vẻ chất phác giống như những hàng rào xung quanh cánh đồng trống trải, nhưng chúng chính là bằng chứng cho thấy chúng ta là một dân tộc đa nghi. Còn thông thường, chúng thể hiện tính kiêu ngạo. Có những hàng rào rải rác trên khắp nước Ý, thách thức trời cao hạ của chúng. Rất tiếc trời xanh lại nhân từ nên không can thiệp gì cả. Hẳn cũng là do lòng yêu mến các giám định viên và các kiến trúc sư. Những hàng rào này chẳng có gì liên quan tới sự riêng tư. Lý do của tất cả những vật chúng tai gai mắt này là bởi cái vô tệ hại về sở hữu mà thôi. Tôi biết những người mà nhà văn Ý Guido Piovani gọi là nông dân ở trọ, sống trong trạng thái hôn mê tại những phòng thực vật vùng thung lũng Po miền Bắc nước Ý. Tôi biết họ có thể là những người thông minh sáng trí, dự liệu phòng xa, thậm chí có khi còn đậm chất nghệ sĩ. Nhưng không phải là khi bị cuốn vào một cuộc tranh luận về ranh giới lãnh thổ. Khi đó, bạn sẽ thấy những nhân vật đó chỉ khăng khăng ý mình. Họ mơ hồ về từng mẫu đất, nghĩ về từng xào ruộng và sẽ cãi vã kiện tụng, có khi chỉ vì 2 mét vuông đất. Đó chính là hình mẫu của những người trong quá khứ đã dựng tường, canh đê và chặt luôn cái cây nhà hàng xóm nếu cảm thấy bóng của nó che lấp ruộng nhà anh ta. Với thế giới bên ngoài, anh ta chờ đợi thách thức và sẽ chấp nhận cả thất bại. Nhưng trong cái vương quốc bé nhỏ của mình, được bao chặn bởi những rặng bạch dương hay được đánh dấu lãnh thổ bằng những đường hung rãnh, anh ta đòi quyền được chỉ huy. Có những trường hợp mà nguyên nhân nằm ở thái độ cóc thèm quan tâm. Một nhà kinh doanh nhỏ ở vùng Veneto chẳng bận tâm đến việc nhà máy của anh ta trên cánh đồng trông có đẹp mắt hay không, miễn là nó có lợi nhuận và an toàn, thế là đủ. Những hàng rào xám xịt chen vai cạnh những khu vườn nở đầy hoa, đó là tượng đài cho tính gan góc và khiếu thẩm mỹ nghèo nàn của những ai tạo ra chúng. Khu vực xung quanh Treviso là một túc sơn khổng lồ ngập trong sốt mì Ý. Ban đêm từ trên cao, trông nó như một biển ánh sáng. Ban ngày, mặt đất như tổ kiến với con người lái đám xe to dài dọc theo những con đường nhỏ hẹp. Trong vài trường hợp, đặc biệt là Nam Ý, sự lo ngại trước lòng ghen tị chính là lý do tồn tại của những hàng rào. Mấy bức tường hoen ố cố che giấu những khu vườn tuyệt đẹp được hé lộ qua cánh cổng khép hờ, kể cũng đến là kỳ dị. Những người không ngần ngại đậu chiếc xe sang trọng đắt tiền giữa phố lại đặc biệt tránh khoe ngôi nhà to đẹp của mình. Bức tường chắn bên ngoài chính là sự khẳng định cho câu hỏi đã được đoán trước. Không, tôi chẳng giàu có gì cho cam, mà có thế thật đi chăng nữa thì đấy cũng là việc của tôi. Ai mà biết được điều gì đã thúc đẩy chúng tôi phân định ranh giới, cứ như thể thế giới này quá phức tạp và chúng tôi đang cố gắng phân chia để khiến nó dễ hiểu hơn. Người Anh hài lòng với việc hai bên hàng xóm ghét nhau từ phía sau hàng rào, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn một cái hào giống như tổ tiên chúng tôi vậy, và bởi không thể có nó, chúng tôi dựng chấn song, xây hàng rào hay trang mắt lưới, tất cả như muốn nói. Coi chừng có ai đó bên ngoài sẽ đang lăm le tính sổ người đấy. Các loại cọc nhọn đầu, dây thép gai nhọn hoắt và những mảnh kính sắc nhọn trở lại vấn đề cái góc cô thích trong đầu những người dân Ý. Bạn có thể tới thăm, nhưng như thế là tự chuốc vạ vào thân đấy. Có một bóng ma di chuyển khắp mọi miền nước Ý, đó là ngôi nhà quét vôi trông như màu bút đánh xấu. Chúng có các màu như vàng axit, da cam phản quang, xanh lam bệnh viện, xanh lơ hóa học, màu thiên thanh của kem đánh răng, hay màu đỏ chói đến loạn óc,
đó là những màu tổng hợp đôi khi lại bôi lên phong cảnh đồng quê. Bạn rẽ vào ngõ và thấy mình đối diện một mảng tường lóa mắt đến nỗi bất giác phải lần tìm đôi kính râm. Bạn bèn nghĩ, chủ nhà chọn nhầm màu. Chẹp, nói chung, có thể không. Màu sơn được chọn và được tính toán. Loại sơn bóng lóa đặc biệt gồm hỗn hợp chất titan và niken có giá cao gấp 3 lần những loại sơn thường. Quyết định lại được đưa ra chỉ dựa trên mẫu vuông 4x4cm đã khiến bà chủ nhà phải thốt lên. Trông hay đấy, cái màu xanh của kem đánh răng ấy thế được bôi lên khắp mặt tiền, thật là không làm người ta an tâm chút nào. Khi thì lại là màu đỏ loạn óc, phiên bản hip hop của tín hiệu đèn đỏ của ngành đường sắt làm ta thấy bụng dạ lộ tùng phèo, hoặc màu da cam phản quang chỉ thích hợp với cái nhìn của một chính khách Ukraine hay một cầu thủ Hà Lan. Nhưng giờ thì mọi việc đã hoàn tất, chủ nhà đành phải chấp nhận hiện thực thôi. Mỗi tối đi làm về, ông lại thấy ngôi nhà như một chiếc bút đánh dấu nổi bật ở cuối con đường. Về mùa đông, thảm họa này theo cách nào đó cũng được giảm sóc. Màn đêm buông sớm bao phủ sự sai sót về màu sắc. Bóng tối luôn nhân từ với các khiếm khuyết về quy hoạch đô thị. Nhưng giờ đây, giữa mùa hè, ánh sáng ban ngày chói chang tàn nhẫn dọi lên những bức tường kể cũng đến là mệt. Lũ chim nhạn sẽ chọn chỗ khác ẩn trú. Bác đưa thư sẽ tới với cặp kính râm. Nhưng chủ nhà thì phải quay về ngôi nhà để tính cách mạng của mình và tìm tội hàng ngày.